Vâng, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Uzi Auto. Và hôm nay em Uzi Auto tiếp tục giới thiệu quý vị các bạn về một loạt series những chiếc xe hatchback nhỏ gọn. Vâng, hôm nay chỉ là hatchback thôi. Vâng, những chiếc xe hatchback đăng ký 5 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, máy từ 1.0 cho đến 1.25, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 5,5 cho đến 7 lít trên 100 cây, cực kỳ là đầm chắc. Và thưa quý vị các bạn, những cái con xe này đấy là thông số tính toán thôi, chứ thực tế thì đi cực kỳ tiết kiệm luôn. Mình có thể đi từ đây lên Hà Nội chỉ mất có 5 đến 70 nghìn tiền xăng thôi. Rất là tiện lợi, nếu mà đi cao tốc thì 70 nghìn, mà đi đường thường chỉ 50 nghìn thôi. Rất là rẻ, rất là kinh tế luôn. Vâng. Thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là một loạt mẫu series Kia Morning 2014-2016, rồi Hyundai i10 2014-2016, rất là đẹp luôn, đang có mặt tại đây. Cũng đa chủng loại màu, chủ yếu là màu trắng, màu bạc, màu nâu. Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết từng chiếc xe một cho mọi người, những chiếc xe giá rẻ ở Uzi Auto. Vâng, đầu tiên đó là một mẫu Kia Morning sản xuất năm 2015, một chiếc xe đã rút biển rồi, sử dụng máy xăng 1.25, đăng ký 5 chỗ ngồi, hộp số sàn 5 cấp. Và chiếc xe này thì với cái giá rất là rẻ thôi, chỉ có 212 triệu đồng đã mua ngay được một chiếc Kia Morning rồi. Tem tiếc các thứ rất là đẹp, con này thì bản thiếu nhé quý vị nhé. Ghế tiếc các thứ rất là ngon, ghế da màu đen, nội thất không gian màu đen, trần nỉ thì cũng rất là sạch sẽ, vô lăng sạch sẽ. Màn hình DVD hiển thị kết hợp camera lùi rất là tiện lợi, an toàn. Và chiếc xe này thì giá chỉ có 212 triệu đồng thôi. Vâng, tem nhãn rất là đẹp luôn, tem Racing Sport, một chiếc xe đã rút hồ sơ rồi. Bây giờ mua về chỉ có việc sang tên bấm biển thôi. Rất là rẻ, rất là tuyệt vời, mà giá chỉ có 212 triệu đồng. Đấy, cửa đóng mở êm khít, đảm bảo cho quý vị các bạn là không đâm đụng, không ngập nước. Máy móc đầm chắc ổn định, form dáng khá là đẹp. Vâng, 212 triệu đồng một chiếc Morning 2015. Những ai quan tâm đến chiếc xe này thì alo cho em sẽ đưa đường link chi tiết cho mọi người về chiếc xe đẹp này. Vâng, tiếp theo đây một mẫu xe nồi đồng cối đá máy 1.0 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, đó là chính là Hyundai i10 sản xuất năm 2014, hạn đăng kiểm tháng 10 năm 2020. Một chiếc xe mang biển số 34A29984, lốp láp thì rất là mới, phanh đĩa an toàn, rồi một chiếc xe bản đủ luôn nhé quý vị nhé. Đây là một chiếc xe bản đủ, vâng, sản xuất năm 2014. Và thưa quý vị các bạn là chiếc xe giá chỉ có 238 triệu đồng thôi. Vâng, 238 triệu đồng là mua ngay được một chiếc Hyundai i10 thương hiệu Hàn Quốc rồi. Vâng, lốp láp thì dày bịch luôn, lốp láp vẫn còn mới, cửa kia các thứ đóng mở rất là êm chắc. Và không gian nội thất cũng tương đối khá là ok. Một chiếc xe bản đủ nhé các bạn nhé. Vâng, ghế da màu đen pha đỏ của Hyundai rất là đẹp, trần nỉ sạch sẽ, không gian nội thất tuyệt vời, máy móc hoạt động khá là chắc chắn. Vâng, chiếc xe này đảm bảo cho mọi người, quý vị các bạn là không đâm va, không ngập nước, và giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, rút hồ sơ trong vòng một lốt nhạc. Vâng, xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi chiếc xe đẹp này. Vâng, tiếp theo đây một chiếc xe cũng tương đối khá là đẹp, mới nhập về cửa hàng, đó là Kia Morning 2016 phiên bản máy xăng 1.25, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cũng tương đối khá là rộng rãi, một mẫu hatchback tầm trung, và cũng được tiêu thụ thị trường Việt Nam rất là nhiều luôn. Đèn halogen khá là sáng bóng, đèn gầm cũng tương đối khá là ok, form dáng đẹp, kiểu dáng cũng rất là đẹp. Và giá thì chỉ có 232 triệu đồng thôi. Con này thì hạn đăng kiểm tháng 3 năm 2021, còn thoải mái luôn. Đấy, cửa đóng mở rất là êm chắc luôn. Đó, lốp láp dày bịch, ngon. Vành la răng phay, hai bánh trước phanh đĩa, hai bánh sau phanh tăng chống, kết hợp camera lùi, màn hình hiển thị 360 độ. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 6 lít trên 100 cây. Rất là tuyệt vời luôn. Ghế ghế các thứ là đẹp, nội thất ghế da màu đen phe đỏ rất là tuyệt vời luôn. Con này đóng mở thì rất là êm chắc, và được độ thêm cả đèn gầm. Đấy, nội thất thì không chê vào đâu được, vào trong mùi rất là thơm, trần nỉ thấy sạch sẽ, bọc ni lông. Đấy, không gian nội thất màu rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe màu trắng ngọc trinh rất là bắt mắt, lốp láp thì mới. Giá thì chỉ có 232 triệu đồng thôi. Tha hồ cho quý vị các bạn lựa chọn giá rẻ hay là giá đắt. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Grand i10 nữa, màu nâu cà phê, khá là độc ở Việt Nam. Vâng, chiếc xe này có 102 luôn, biển số 99A06985. Một chiếc xe sản xuất năm 2014, phiên bản máy xăng 1.0, cũng tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 5,5 lít trên 100 cây thôi. Đăng ký 5 chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, khỏe khoắn. Và chiếc xe này thì giá chỉ có 240 triệu đồng.
Vâng, 240 triệu đồng là mua được chiếc xe hạn đăng kiểm đến tháng 2 năm 2021, lốp láp dày bịch, phanh đĩa hai bánh trước, phanh tăng chống đằng sau, vành la răng 8 chấu. Vâng, Hyundai. Nội thất thì cũng tương đối khá là đẹp luôn. Vâng, chiếc xe này thì điều khiển khóa điện đầy đủ luôn. Đấy, để nổ tát tốt, rất là hiện đại. Vâng. Đấy, em quên béng mất chìa khóa là em đang để kia rồi. Gương kính cụp xè nhé quý vị nhá. Nội thất cũng khá là đẹp. Tí nữa em lấy chìa khóa em mở cho mọi người. Đấy. Không gian nội thất cũng tương đối khá là đồng đều luôn. Trần da sạch sẽ, ghế da cũng rất là đẹp. Vâng, 240 triệu đồng một chiếc xe màu nâu này. Vâng, tiếp theo những ai yêu thích số tự động thì đây là một mẫu xe khá là đẹp. Xe nhập Hàn Quốc chuẩn zin đét đẹp luôn nhá. Kia Morning 2012, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, lăn bánh 2013. Một chiếc xe sử dụng máy xăng 1.0, hộp số sàn 5 hộp số tự động. Vâng, một chiếc xe mà giá thì chỉ có 298 triệu đồng thôi. Tại sao nó cũng cao vậy? Vì là thưa quý vị các bạn, đây là xe nhập, form dáng rất là được luôn. Và thưa quý vị các bạn, là đồ nghề của nó chắc chắn luôn. Đấy, tôn vỏ bằng teo luôn, tôn zin nguyên bản. Đấy, chất hàng chất, đóng mở thì rất là êm khít. Đấy, mọi người nhìn nhá. Vâng, và một chiếc xe bản đủ. Đấy, mọi người nhìn ạ. Đấy, tay vô lăng này, điều hòa điều chỉnh này, màn hình DVD. Đấy, trần nỉ sạch sẽ. Đấy, táp lô táp ly sạch sẽ. Cần số rích rác này. Đấy, mọi người nhìn nhá. Đó, một chiếc xe hộp số tự động 2012, giá 298 triệu đồng, rất là rẻ, rất là tuyệt vời luôn. Đó, biển số 36A05326. Vâng, tiếp theo đây bên này nhà em có một chiếc Kia Morning biển Hà Nội luôn, 30E44051. Một chiếc xe cũng sản xuất năm 2014, một chiếc xe bản S luôn, Kia Morning bản S, sử dụng máy xăng 1.25, hộp số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái. Màu trắng ngọc trinh cực kỳ bắt mắt, vành la răng 10 chấu của hãng. Và thưa quý vị các bạn, là con này thì rất là đẹp luôn, nội thất cũng tương đối khá là đồng đều. Đấy, mà là zin nguyên bản luôn nhá, chưa có chỉnh sửa gì cả, vô lăng bản đủ này. Màn hình vẫn còn nguyên đầu đĩa và điều hòa auto, con này điều hòa auto luôn. Đấy, một chiếc xe bản đủ Morning bản S. Và thưa quý vị các bạn, xe này là sử dụng gia đình từ mới nên là giá là 246 triệu đồng. Vâng, 246 triệu đồng chiếc Kia Morning bản S, khá là đẹp luôn và biển Hà Nội. Vâng, tiền nào của đấy quý vị ạ. Vâng, mọi người cũng không nên phân vân nhiều đâu. Thực tế là giá là quá là mềm rồi. Vâng, chiếc xe này thì là bên nhà em đã rút hồ sơ rút biển rồi, đang cho khách. Vâng, một chiếc Hyundai Grand i10 khá là đẹp. Đấy, hoặc là chiếc Hyundai Getz này, một chiếc Hyundai Getz màu xanh biển Hà Nội 30A08297. Vâng, một chiếc xe form dáng cũng khá là đều, đẹp. Hyundai Getz. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ, form dáng rất là đẹp luôn. Sơn si đồng đều, nội ngoại thất khá là tuyệt vời. Đấy, con này thì dòng ngang click, giá chỉ có hơn 185 triệu đồng thôi. Vâng, một chiếc xe sử dụng máy xăng 1.4, cực kỳ khỏe khoắn, tiết kiệm nhiên liệu, số sàn 5 cấp. Vâng, cuối cùng thì nhà em có một mẫu xe giá siêu siêu rẻ so với cái mặt bằng thị trường của các cái dòng xe Morning, Getz này, i10. Đây chính là một chiếc xe như vậy. Hyundai Getz sản xuất năm 2007, phiên bản máy xăng 1.1, số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi. Và giá thì quá là tuyệt vời rồi, 138 triệu đồng đã mua ngay được một chiếc Hyundai Getz biển số 12A02118. Vâng, 02118 nhá, giá chỉ có 138 triệu đồng thôi. Vâng, những cái mẫu xe giá rẻ luôn là có tại Vũ Duy Auto. Ở đâu xe cũ giá rẻ, ở đó có Vũ Duy Auto. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu một loạt series các cái mẫu Hyundai i10, Kia Morning, rồi Hyundai Getz đang có mặt tại cửa hàng của Vũ Duy Auto tại chợ ô tô Quan Thoan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Những ai quan tâm đến mẫu xe đẹp nào thì alo ngay cho em, em sẽ có đường link chi tiết và video chi tiết của chiếc xe đó. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi, chia sẻ kênh giúp Vũ Duy Auto trong thời gian qua. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Và mong muốn quý vị các bạn cũng chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời, chiếc xe đẹp. Xin chào, tạm biệt.